Alo alo, xin kính chào quý vị và các bạn nha. Hiện bây giờ tôi đang có mặt ở nhà thờ giáo xứ Cửa Sót, nhà thờ giáo xứ Cửa Sót ở Hà Tĩnh, Trung Nghĩa, giáo phận Hà Tĩnh. Đây là các em thiếu nhi của giáo xứ Cửa Sót này.